Thưa quý vị và các bạn, hướng nghiệp là nội dung được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào tích hợp trong chương trình giáo dục ở bậc học trung học cơ sở. Tuy nhiên thì liệu rằng công tác hướng nghiệp đã thực sự được quan tâm đúng mức và có hiệu quả hay chưa, hay là mới chỉ dừng lại ở tính hình thức? Cái giờ nghề nghiệp đấy thì nó cũng chưa đúng với định hướng nghề nghiệp của cháu này. Trường cháu thì nó cũng không nhiều các hoạt động hướng nghiệp ấy. Nghề nghiệp sau này của em là muốn là bác sĩ, nên cái nghề theo thì nó không hỗ trợ được gì cho ngành này. Hiện tại thì em đang học môn nghề học nghề là môn về môn sửa xe máy. Em theo em nghĩ là sửa xe máy là với con gái là không phù hợp cho lắm. Thưa quý vị, làm thế nào để chương trình hướng nghiệp tại các trường trung học cơ sở trở nên thiết thực, hiệu quả và hấp dẫn đối với các em học sinh? Ngày hôm nay, chúng tôi đã mời tới trường quay anh Vương Đình Giáp, Phó Giám đốc Quốc gia, quản lý chương trình của Tổ chức Trai Phan Việt Nam để có thể cùng trao đổi. Vâng, xin được cảm ơn anh đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. À, thưa anh, là một chuyên gia hướng nghiệp thì à, trước tiên anh đánh giá như thế nào về các chương trình hướng nghiệp tại các trường trung học cơ sở hiện nay ở nước ta? À, để đưa ra một nhận định về chương trình hướng nghiệp chung của các trường trung học cơ sở thì à, tôi nghĩ là cần phải có một cái đánh giá khách quan và toàn thể, tổng thể trên các cái bề rộng Việt Nam. Kinh nghiệm thực tế mà Trai Phan làm việc ở 6 trường trung học cơ sở thuộc huyện Nari tỉnh Bắc Cạn. À, chúng tôi thấy rằng các cái chương trình hiện tại các trường tại bắc cạn làm khá là đơn giản và cái khung nó rất là đóng nó không đáp ứng được cái nhu cầu của các bạn học sinh à, cấp 2 cái khung chương trình hiện tại được gọi là hướng nghiệp trong các trường phổ thông thực ra là chỉ có đào tạo cho các bạn à, hai nghề rất là cơ bản là nghề trồng rừng và nghề điện dụng và nó cũng không thực sự mang tính hướng nghiệp các bạn chỉ đến học một số kỹ năng và sau đó các bạn đi thi để kết thúc cái nội dung mà chương trình giáo dục yêu cầu các bạn hoàn toàn không có ý thức được ở đây là một cái hoạt động hướng nghiệp để giúp các bạn đi tìm ra một con đường đi cho mình trong tương lai một cái cuộc khảo sát với gần 1.000 bạn cho thấy rằng là các bạn ấy có quan tâm đến khoảng 10 các cái ngành nghề khác nhau trong khi đó thì trong thực tế thì các trường chỉ tổ chức dạy định định hướng nghề cho hai liên quan đến hai nghề là nghề lâm nghiệp và nghề điện và nó chỉ áp ứng khoảng 10% cái mong muốn của các bạn và như vậy là 90% còn lại cái cái mong muốn còn lại của các bạn là không đáp ứng được. Có một thực tế là tại nhiều trường trung học cơ sở hiện nay thì những giáo viên giảng dạy các bộ môn xã hội thường được sử dụng để hướng nghiệp cho các em. Vậy thì liệu rằng là điều này có đáp ứng được cái yêu cầu hướng nghiệp hay không? Và theo anh thì đội ngũ giáo viên cũng như là nhân viên hướng nghiệp tại các trường trung học cơ sở thì sẽ cần phải được chuẩn hóa về mặt nghiệp vụ như thế nào ạ? Câu chuyện đặt ra không phải là ai làm công việc này mà vấn đề là các thầy các cô mà làm công tác hướng nghiệp có đủ kỹ năng để tổ chức những cái đợt cái những buổi hướng nghiệp có hiệu quả với các bạn học sinh hay không kỹ năng hiện tại của các giáo viên tham gia hướng nghiệp cũng là một hạn chế à, các thầy các cô không có đủ những cái kỹ năng cần thiết để giúp cho các bạn học sinh thực sự là trong cái quá trình làm việc với các bạn học sinh để giúp các bạn ấy khơi gợi được những cái khả năng những cái điểm mạnh à, cũng như giúp các bạn nhìn đến con đường dài phía trước để các bạn để có những cái cơ sở để các bạn đưa ra cái quyết định là mình chọn nghề nào và cái nghề đấy đương nhiên phải phù hợp với thế mạnh của các bạn đấy, này, phù hợp với mong đợi của các bạn đấy. Cũng như mà quan trọng nhất là phải đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường. Thì giáo viên hiện tại thì chúng tôi thấy rằng là chưa làm được việc này và các thầy các cô chủ yếu tập trung vào việc là hoàn thành cái nội dung, cái khung cứng mà đã được quy định của ngành giáo dục mà thôi. Thì sau khi mà khảo sát ở các cái trường trên huyện Nari Bắc Cạn thì chúng tôi có hỗ trợ nâng cao năng lực và kỹ năng cho các thầy cô giáo mà tham gia hướng nghiệp bằng việc các thầy các cô biết được cần phải tổ chức một cái buổi hướng nghiệp như thế nào để có sự tham gia của học sinh để đánh giá được đúng nhu cầu của học sinh để biết được các bạn mong muốn gì. Và quan trọng nhất là giúp các bạn học sinh hiểu được là cái điểm mạnh, cái thế mạnh của các bạn ấy liên quan đến kỹ năng cảm xúc rồi cái hiểu biết của các bạn ấy liên quan đến nhu cầu của thị trường. Và từ những cái hoạt động như vậy thì các bạn ấy sẽ tự quyết định rằng là vậy thì em muốn học nghề gì trong tương lai. Các bạn ấy sẽ cam kết và các bạn tìm ra những cái cơ hội tốt nhất để các bạn ấy chọn cho mình một cái nghề phù hợp. Có thể nói mục tiêu lâu dài của việc hướng nghiệp đó chính là phát hiện được năng lực và giúp các em học sinh có thể là hình thành nhận thức và từ đó thì cũng có thể đánh giá năng lực của bản thân mình phù hợp với ngành nghề nào. Vậy thì theo anh, hoạt động hướng nghiệp trong các trường hiện nay sẽ cần phải được tổ chức ra sao để có thể xác định một cái hướng đi đúng đắn cho các em ạ? Nhà trường cần có một cái tầm nhìn dài hạn là khi mà cung cấp cái dịch vụ hướng nghiệp cho học sinh. Cái rất là quan trọng là giúp các bạn để nhìn được con đường dài phía trước. Các bạn phải biết được bản thân mình muốn gì, mình có cái gì trong tay. À, nhu cầu của thị trường là gì? À, nhu cầu của thị trường ở đây trong phạm vi địa phương cũng như là phạm vi rộng có thể là trong cấp tỉnh, cấp huyện, cấp quốc gia. À, như vậy thì nhà trường cần phải thay đổi cái khung hướng nghiệp và nó phải thật sự phải là hoạt động hướng nghiệp. À, nó là một cái tiến trình gồm nhiều bước, gồm nhiều hoạt động khác nhau, bao gồm lý thuyết, thực hành. Khi các bạn quan tâm đến nghề cơ khí thì các bạn tiếp xúc với các doanh nghiệp làm cơ khí. Các bạn quan tâm đến kinh doanh thì các bạn sẽ nói chuyện với những các doanh nhân. Tương tự như vậy, thì quá trình các bạn tìm hiểu thông tin. À, qua sách vở và các bạn trải nghiệm thực tế qua các buổi nói chuyện đấy thì giúp các bạn nhận ra, các bạn hiểu hơn chính xác về cái nghề mà các bạn quan tâm và các bạn quyết định là à vậy thì thật sự là mình nên chọn nghề nào và trong tương lai thì liệu các bạn có cơ hội với cái nghề đấy không? Cuối cùng sẽ giúp các bạn học sinh quyết định được là vậy thì chúng tôi nên chọn nghề gì cho tương lai và cái nghề đấy thực sự phục vụ cho bản thân mình cũng như là đóng góp vào uh, cho gia đình và cũng như cho xã hội. Vâng một lần nữa xin được cảm ơn anh đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi.